Chúng ta sẽ nhìn lên cái phần hình chụp của khách hàng ở tư thế chụp đứng và chụp nghiêng để xem cái tổng quan gương mặt ha. Khách hàng có một cái phần ở mặt ở dưới cũng có mũi và môi rất là đẹp. Chỉ có một cái phần thiếu sót duy nhất ở phía nhất đây là cái phần xương hàm ở phần cằm này này. Nó lùi ở phía sau làm cho nó thiếu cằm. Tình trạng thiếu cằm làm cho nhìn gương mặt nó mất thẩm mỹ hơn. Đó. Nó chỉ có một yếu tố đơn giản thôi, nó làm cho gương mặt mình nó không được đẹp lắm. Nhìn nó không cân đối. Còn khi mà nhìn góc trực diện thì em thấy là cằm của bạn hình như là có một xu hướng hơi lệch một bên thì phải không Nó ạ? sẽ hơi lệch nhẹ một chút xíu. Trong quá trình trượt cằm thì mình sẽ đưa cái phần xương ở vùng cằm ra phía trước để tạo ra cái độ nhô của xương ở vùng cằm. Cái thứ hai là mình chỉnh nhẹ cái phần xương cằm sang cái bên bị thiếu, làm cho gương mặt mình nó cân xứng hơn. Phẫu Và thuật bác trượt ơi. cằm thì mình không có sử dụng vật liệu độ nhân tạo gì hết, toàn bộ là xương của mình nên rất là an toàn cho cơ thể. Toàn bộ cái nẹp vít này nó sẽ thích hợp cho cơ thể mình nên mình sẽ không phải tháo ra nhé, mình sẽ giữ luôn trong tương lai, tức là sau khi phẫu thuật xong mình sẽ để nguyên như vậy, Để không nguyên cần như phải vậy tháo ra luôn. gì hết. Dạ đúng rồi. Nếu mà trường hợp mình muốn lấy ra sau phẫu thuật xong rồi thời gian khi nó xương lành hết rồi thì mình có thể gây tê mình lấy ra thôi, Ừ, gây dạ tê nhẹ rồi. mình lấy ra được. Dạ, mình hoàn toàn có thể là lấy nẹp vít ra nha mọi người nha. Thì bác sĩ cũng đã có chỉ định rồi. Mọi người nếu mà mình muốn lấy ra thì vẫn được, tại vì thì khi đó thì xương của mình nó đã hoàn toàn là nó liền lại rồi ha. Đây, trượt cằm thì mọi người có thể đến tư vấn trong ngày và làm luôn trong ngày nha mọi người. Thời gian nó khoảng 60 phút thôi. Làm xong mình ở lại bệnh viện một đêm, qua ngày hôm sau về thì mọi người vẫn có thể đi làm việc cũng như là hoạt động nhẹ nhàng bình thường, không ảnh hưởng gì hết. Còn trường hợp sưng nề thì nó khoảng 2 đến 3 ngày đầu cũng không ảnh hưởng gì luôn nha. Mọi người trường hợp mình đi làm mình có thể là đeo khẩu trang vào hoặc là không đeo cũng không sao ha. Này, và bệnh viện có là cấp thuốc cũng như là chiếu đèn giảm sưng cho mọi người cho nên là mình yên tâm ha. Cái vấn đề này mình có lưu ý gì trong cái việc mà mình vệ sinh răng miệng không bác? Cái đường mổ của mình thực hiện là đường trong miệng nên sau phẫu thuật mình cái chải răng vệ sinh sạch sẽ để giữ gìn vệ sinh là được rồi. Nhưng mà mình lưu ý sau khi ăn thì mình vệ sinh sạch sẽ giúp em, tránh những trường hợp mà thức ăn rơi vãi xuống vết thương thì cũng không tốt cho mình và nó không tốt cho cái quá trình lành thương của mình thôi, chứ thật ra cũng không ảnh hưởng gì đúng không bác? Chỉ là lâu lành thương hơn thôi đúng không ạ? Mình cứ vệ sinh sạch sẽ là trong vòng một tuần là sẽ lành hết. Dạ rồi, mình lưu ý là vệ sinh sạch sẽ giúp em nha.